Và tất cả sẽ video trong trận kèo đấu ngày giao hữu hôm nay sẽ được tôi upload và sẽ gửi trong câu lạc bộ Quảng Ninh FC của các bạn. Và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu này giữa hai đội tuyển, đó là FC Twente của Mạnh Tú với đội hình 4-1-3-2 với thủ thành Manoyer. Bộ tứ hậu vệ họ có Alaba, Hummel, Zamot và Maicon. Tiền vệ phòng ngự của Mạnh Tú trong trận này đó chính là Matic. Zidane sẽ chơi vị trí tiền vệ trung tâm, bên cánh phải là Kaka, bên cánh trái là Ronaldo. Và hai tiền đạo của Mạnh Tú trong trận này đó chính là Klose và Ibrahimovic. Ibrahimovic mùa EC, một cái mùa mà thực sự mà fix chỉ số, khi mà fix chỉ số thôi Ibra sẽ bị hạ giá thôi, và tôi nghĩ là như vậy khi mà mùa một bộ Euro không thành công của Ibra ở Thụy Điển. Nhưng độ hot của anh sẽ lại được trở lại khi mà anh đã trở sang Manchester United thi đấu. Và chúng ta sẽ cùng đến với đội hình của Jeremy Tùng với thủ thành, và với thủ thành Mai Neuer cũng như vậy thôi, 14T+2. Bộ tứ hậu vệ của Tùng Sủi trong trận này có Apoli, Guetta, Vidic và Fenlang sẽ là cặp đôi trung vệ. Bosinwa bên cánh phải, hai tiền vệ phòng ngự là Pogba và Vieira. Hai bên cánh của Tùng Sủi trong trận này tiếp tục đang là Ronaldo và Messi, và hai tiền đạo tiếp tục lại là Crespo, con hàng đưa Thái Bình lên ngôi vô địch, và cùng với đó là Ibrahimovic. Ibrahim mùa 11. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi để đến với trận đấu ngay sau đây thôi. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Hai đội hình này tôi đánh giá tương đương giá tiền nhau, và hy vọng rằng Mạnh Tú sẽ có thể cân bằng tỷ số 1 đều với Tùng Sủi, và cũng cân bằng với luôn cùng Quảng Ninh và Thái Bình trong kèo đấu giao hữu ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Vâng, và cùng chỉnh lại một chút về sân đấu và tất cả các thứ. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi đến với trận đấu ngay sau đây thôi. Với Mạnh Tú sẽ trong áo đỏ, quần đỏ. Vâng, áo đỏ thôi là thấy cái gì đó rồi. Áo đỏ chứng tỏ gì đấy cũng có vẻ đẹp trai. Vâng, mỗi tội gay thôi. Tôi nghĩ là như vậy. Vâng, và chúng ta đang được đến với trận đấu này rồi. Một trận đấu mà không có quá nhiều khán giả theo dõi. Vâng, những khán giả hôm nay nhiều khả năng đi chơi hết rồi. Chỉ còn một vài thành viên dự bị ngồi trên đường pit thôi. Ở đây là tiếp tục lại đến với màn hình máy của Lawyer đây. Đội hình ra quân của cả hai bên, nó như một trận Euro vậy. Và xin nhắc lại tất cả quý vị các bạn, vào 2 giờ tối đêm nay cũng trên kênh sóng này, và tôi sẽ bình luận trận đấu giữa xứ Wales và Bồ Đào Nha trong khuôn khổ bán kết Euro 2016. Và chúng ta đến với trận đấu này rồi. Với Mạnh Tú sẽ bảo vệ bên của thầy mình cánh trái cho quý bạn trong quần áo đỏ, quần đỏ. Có cầu thủ bên phía Tùng Sủi sẽ tiếp tục là áo cổ Juve và quần đen, tất đen và giày các màu. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi đến với trận này ngay sau đây thôi, khi Mạnh Tú đang có một chút sự thay đổi chiến thuật. Và bắt đầu rồi. Ở Mạnh Tú sẽ là người ra bóng trước. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Đây là David Alaba. Matic. Sexo Ramuk. Và đây là Maicon. Vâng, những đường truyền mà tôi có vẻ thấy được Mạnh Tú có kỹ năng tốt hơn người chơi trước, khi anh ta đang chơi một lối chơi cầm bóng nhưng mất bóng rồi. Tiếp tục đẩy cánh dành cho Messi. Quá người tốt rồi, đây là Lionel Messi. Có hội dành truyền vào trong dành cho Ibrahimovic. Dứt điểm, không được rồi. Một tình huống dứt điểm quá hiền đến Ibra, và chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống tấn công này. Nếu như đó là một tình huống dứt điểm thẳng thì đó sẽ là một cơ hội dành cho Tùng Sủi vươn lên dẫn trước rồi. Tỷ số vẫn đang là không đều thôi. Phút thứ 10 của trận đấu rồi, và cơ hội đầu tiên nguy hiểm đã thuộc về Tùng Sủi. Đánh đâu, không được rồi. Vẫn không được. Hai cơ hội hãm thành liên tiếp của Thái Bình, và Tùng Sủi vẫn đang chưa thực hiện thành công. Đây là Ronaldo. Ibrahimovic lại mất bóng rồi. Nhưng rất may khi cầu thủ đội tuyển áo đỏ lại cướp được bóng, nhưng lại mất bóng ngay trong chân của đối phương. Không được rồi. Nhớ lút à? Hơi bịp. Vâng, tôi nhìn qua biết là Tú gay rồi, chứ không cần anh em phải nhắc. Vâng, chỉ cần nghe qua cái tên thôi biết là gay, không cần phải nói nhiều. Đây là Hummel, à không, đó là Crespo. Đánh đầu rồi, rất dễ dàng với bàn thắng của Messi. Lại một lần nữa, hàng phòng ngự bên phía của Quảng Ninh lại mắc lỗi. Một lỗi rất chết người, và chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Một tình huống QA. Và phá bóng một chọn một vị trí không thành công. 1-0 dành cho Tùng Sủi rồi. Rất dễ dàng. Khả năng là em của Moro đi thật rồi.
Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với những tình huống tiếp theo thôi. Và tỷ số đã 1-0 rồi. Bàn thắng sớm đến từ Tùng Rủi ngay từ phút thứ 20 của trận đấu thôi. Vẫn chưa nhìn thấy được hôm nay thủ môn của Tùng Rủi hôm nay có để dâu hay không, khi mà thế trận ép sân đang thuộc về các cầu thủ bên phía của Thái Bình. Và họ vẫn đang ép sân và khiến cho Quảng Linh vẫn chưa thể lên bóng ngay được. Những tình huống mà Quảng Linh đây sẽ có cơ hội đây, nhưng không được rồi. Ibra đang tỏ ra mình đang có sức tỷ đè tốt, nhưng hàng phòng ngự của Tùng Rủi vẫn đang thể hiện một độ khó chịu nhất định. Messi. Ibrahimovic. Crespo có gọi, có điểm trúng, có cú dứt điểm nhưng không được rồi. Và sẽ là một tình huống phạt góc nữa dành cho Crespo. Có một góc rất thoáng để có thể dứt điểm, nhưng Crespo nói không với tình huống vừa rồi, không thể ghi bàn. Và tiếp tục là những tình huống hãm thành đến từ Tùng Rủi. Và họ đang cảm thấy những đường truyền mà thực sự rất hiểm hóc, nhưng độ nhất định, nguy hiểm nhất định của nó thì nó vẫn là chưa cao. Vâng, như kiểu bình luận bóng đá, vâng, tôi là người phụ nữ mà yêu bóng đá nhất tại Việt Nam. Yêu bóng đá từ ngày sinh con, và năm nay con mới chỉ được có 1 tuổi thôi. Đây là Pogba. Messi. Leo Messi. Qua người tốt rồi, ôi thoáng thế nhở. Thoáng thế nhở, không vào. Tiếp tục tình huống bóng đập của dọc, hơi phế dành cho Pogba. Paul Pogba tại mùa Euro thì cũng đã ghi được một bàn thắng rồi. Một bàn thắng mà nó thể hiện một dáng dấp của một ngôi sao thực thụ. Tiếp tục đang là Pogba. Pogba mùa World Cup 14. Ronaldo. Tiếp tục chọc khe lên nhưng mất bóng, nguy hiểm, không được rồi. Hàng phòng ngự của Tùng Rủi vẫn đang phòng ngự rất tốt. Và hiệp 1 đã tạm thời kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Bravista của Tùng Rủi. Một FC Twenty có lẽ rằng sẽ phải lỗ lực cực kỳ nhiều khi có tới 6 cú sút về khung thành. Trong khi đó thì số lượng cú sút của bên phía Quảng Linh vẫn đang là con số 0. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi đến hiệp 2 trận đấu này ngay sau đây thôi. Và có lẽ rằng hiệp 2 này thì Mạnh Tú sẽ phải lỗ lực hơn cực kỳ nhiều. Vâng, có thanh niên trên khung chat nói 14 điểm danh. Và hôm nay thì Ngọc Tuyên TB và anh ấy cũng bảo là 14 điểm danh, cũng một nên là thế nào. Bịp thật. Và có lẽ rằng hôm nay chúng ta đang sắp xếp kèo nó là hơi vội, nên không thể PR truyền thông một cách tốt nhất. Và hy vọng rằng lần sau các bạn cũng có thể vào kênh này mỗi khi mà Thái Bình có những buổi stream. Và về sau đó thì chúng ta có một cái tính tự giác. Và đến khi mỗi câu lạc bộ giao hữu thì chúng ta đón những buổi học tập và để giao lưu với những tình huống đi bóng. Và có thể tiến xa hơn nữa thì Chu Thắng có thể của Quảng Linh, một người quản lý của cái team ở khu vực nào đó cũng được, có thể giao lưu cùng Thái Bình và có thể lên gặp gỡ, giao lưu đáo học. Và sau đó chúng ta có những buổi gặp mặt nhau, có thể giao lưu. Thì đó sẽ một cơ hội rất tốt để cho các câu lạc bộ có thể gắn kết với nhau, ít ra là trong khu vực miền Bắc. Và Thái Bình luôn sẵn lòng để chào đón tất cả các bạn ở câu lạc bộ của toàn miền Bắc. Vâng, và cùng trở lại với trận đấu này thôi. Thì đây là Ricardo Kaka. Closer. Vẫn đang Ibrahimovic có cú sút nhưng không được rồi. Một cú sút không có quá nhiều nguy hiểm về khung thành của Neuer. Hàng phòng ngự của Tùng Rủi vẫn đang chơi tốt. Crespo. Messi. Messi không được rồi. Đây là Vidal. Ronaldo. Vẫn đang chọc khe bổng nên rất hay dành Ibrahimovic. Cơ hội dành cho Mạnh Tú ở đây, phút 70 rồi. Không nên quá chần chừ những tình huống dê bóng kiểu như này. Vẫn đang nhìn người có thể truyền thôi. Matic. Đây là Ronaldo. Bên cánh có người, và đây sẽ chọc khe bổng lên dành cho Crespo. Đứng trước mặt anh đang là Sacho Ramos. Có gọi dành cho Crespo đánh đâu. Không được, nhưng tiếp tục đang là Messi. Quá tình huống qua người. Có tình huống căng ngang nhưng không thành công. Bóng vẫn đang trong chân của Ronaldo. Giả sút vẫn đang cực hay và không có quá nhiều góc sút cho Tùng Rủi trong tình huống bóng vừa rồi. Và phản công dành cho Mạnh Tú. Quảng Linh hãy cố gắng lên. Đây là Closer. Bên cánh kia có người mà Closer không chịu truyền. Một tình huống mà dê bóng hơi thừa đến từ Closer. Ronaldo. Messi.
Tạt vào trong, có hội dành cho Ibrahimovic rồi, bóng lại chạm sang ngang. Quá khó chịu thì đánh đầu đập đất kiểu như vậy. Vâng, thật sự là rất khó chịu với tình huống đánh đầu như vậy mà bóng lại còn đập sang ngang nữa. Cơ hội ghi bàn là 10-10 rồi. Và vẫn chưa có quá nhiều hội dành cho Quảng Ninh có thể lên tham gia phản công với những tình huống tấn công của họ. Pogba. Đây là Crespo vẫn đang nhìn góc để sút khi là theo anh đang là hai người kèm. Messi có hội dứt điểm vẫn không được. Và trận đấu đã kết thúc rồi và tỷ số là 1-0 nghiêng về Tùng Sụi và chiến thắng thứ hai cho câu lạc bộ Thái Bình. Vâng, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi đến với các trận đấu tiếp theo ngay sau đó thôi. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Chỉ hỡi anh, thà như thế, thà đúng.